Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngày Mai. Không biết các bạn có như mình đã từng tò mò muốn biết thu nhập hàng tháng của các kênh YouTube là bao nhiêu không? Để thỏa mãn sự tò mò đó thì mình đã tạo lên kênh Chuyện Ngày Mai để chuyên review về mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của các kênh YouTube. Các số liệu sẽ được một trang quốc tế chuyên thống kê về mức thu nhập của các nhà sáng tạo nội dung hay còn gọi là YouTuber. Để không bỏ sót một video nào, thì các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn. Hôm nay mình và các bạn cùng đi xem thông tin về mức thu nhập của kênh Nguyễn Tất Thắng là bao nhiêu các bạn nhé. Để trước khi vào kênh thì chúng ta xem sơ qua về thông tin của chủ kênh. Nguyễn Tất Thắng là một kênh YouTube Việt đang sinh sống và làm việc tại Hà Giang. Cảm ơn anh, cảm ơn kênh Nguyễn Tất Thắng. Qua những video mà anh đăng tải đã đưa chúng ta tới gần hơn với người dân vùng cao, để chúng ta thấy được cuộc sống nơi đây vẫn còn rất nhiều khó khăn. Và sau đây chúng ta cùng vào xem thông tin của kênh. Như lời giới thiệu của kênh thì Nguyễn Tất Thắng có để là: kênh của tôi nói về vùng đất cao nguyên đá Hà Giang, cuộc sống con người nơi đây với những món ăn đơn giản của tộc người bản địa. Tôi rất muốn các bạn đến thăm và trải nghiệm một lần trên mảnh đất này. Hiện ở kênh của Nguyễn Tất Thắng có 513.000 người đăng ký và kênh có 2.747 video và tổng lượt xem của kênh đem lại là 581.643.827 lượt xem các bạn nhé. Kênh thì được tham gia vào ngày 11 tháng 1 năm 2013, quốc gia đăng ký là tại Việt Nam. Như vậy là kênh đã hoạt động được 11 năm rồi các bạn ạ. Các video của anh thì đều được đề cập đến cuộc sống hàng ngày của người dân vùng cao Hà Giang. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem video của anh. Về video của anh thì video mới nhất anh đăng cách đây 4 giờ trước với tựa đề là em Mỹ 24 tuổi đồng ý về xuôi lấy chồng tạm biệt hoang mạc đá. Hiện video này có 94.000 lượt xem các bạn nhé. Hay là video tìm em Mỹ 24 tuổi lấy chồng xuôi khởi công nhà em lá 5 con. Thì video này đã được anh đăng cách đây 16 giờ trước và hiện có 207.000 lượt xem các bạn ạ. Và các video khác cũng vậy, anh đăng cách đây một ngày trước cũng có vài trăm nghìn lượt xem các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem video phổ biến của anh. Về video phổ biến thì được anh đăng cách đây 4 năm về trước thì hiện video này có 3,5 triệu lượt xem các bạn nhé. Với tựa đề là bản nghèo không điện thiếu nước, cảnh chưa thấy bao giờ. Hay video là mềm dẻo nhưng kiên quyết, bài trừ nhanh suy nghĩ lạc lối. Thì video này anh đăng cách đây 2 năm trước cũng hiện đang có là 3,2 triệu lượt xem các bạn nhé. Và những video khác của anh cũng vậy, anh đăng cách đây 2 năm và 4 năm trước cũng ở con mốc là hơn 2 triệu lượt xem. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem video cũ nhất của anh. Video cũ nhất thì được anh đăng cách đây 7 năm trước với tựa đề là Nguyễn Tất Thắng làm bí thư chi đoàn đi biên giới Mèo Vạc. Hiện video này có 2,6 nghìn lượt xem. Hay là thác tề trơ của Trạm Tấu thì anh đăng cách đây 5 năm trước thì có 742 lượt xem. Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào xem thống kê của kênh Nguyễn Tất Thắng là bao nhiêu các bạn nhé. Đây mình đã đi vào kênh thống kê. Các số liệu này đã được một trang web quốc tế thống kê chi tiết và mình dựa trên số liệu này để tính thử xem thu nhập của kênh đem lại là bao nhiêu các bạn nhé. Và cái mức thu nhập này cao hay thấp thì mình cũng chúc mừng cho chủ kênh. Thế cho nên là mình cũng không phải là mình mạo ra cái con số thống kê này để review. Cho nên là các bạn cũng đừng có hiểu sai đi cái chủ đề của kênh đem lại các bạn nhé. Thì kênh của Nguyễn Tất Thắng thì đang được đề xuất ở mức B+. Và đây là số lượt đăng ký mới trong vòng 30 ngày vừa qua kênh đem lại. Thì 30 ngày vừa qua kênh có thêm là 16.000 lượt đăng ký mới. Và với lượt đăng ký này thì kênh đang có mức tăng lên là 77,8% các bạn nhé. Còn đây là mức số lượt đăng ký của 7 ngày gần đây mà kênh đem lại. Thì 7 ngày gần đây kênh có thêm là 6.000 lượt đăng ký mới. Còn đây là
lượt xem của kênh đem lại trong vòng 30 ngày vừa qua. Thì 30 ngày vừa qua kênh có thêm là 14.371.000 lượt xem mới. Với lượt xem này thì kênh đang tăng lên 21,9%. Còn đây là lượt xem của 7 ngày gần đây. Vậy 7 ngày gần đây thì kênh có thêm là 3.773.051 lượt xem mới các bạn nhé. Còn đây là mức thu nhập mà kênh đem lại ở mức dao động là từ 43.100 đô la cho tới 689.800 đô la. Thì cái mức dao động như vậy là do một trang web của quốc tế thống kê. Và cái mức thu nhập này là chưa trừ thuế các bạn nhé. Còn đây là số lượt xem và mức thu nhập của các video đem lại cho từng ngày, từng tuần và từng tháng. Và mức thu nhập này có thể cao hoặc thấp còn phụ thuộc vào lượt xem của từng vùng lãnh thổ các bạn nhé. Và lượt tương tác của các video quảng cáo mà kênh đem lại. Bây giờ chúng ta thử đi tính thử xem là thu nhập tuần, tháng và năm của kênh đem lại là bao nhiêu. Chúng ta cùng mở máy tính đi. Các bạn thông cảm là máy tính của mình bật lên nhưng mà màn hình quay không lấy được cái bảng tính vào trong video. Cho nên các bạn thông cảm. Thì bây giờ một tuần của kênh đem lại là 3.773.051 lượt xem. Chúng ta chia cho 1.000 nhân với hệ số RPM tại Việt Nam là 0.65 nhân với lại 24.000. Như vậy là một tuần kênh của Nguyễn Tất Thắng có doanh thu là 58.859.000 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta thử đi nhân xem mà 30 ngày gần đây kênh đem lại doanh thu là bao nhiêu. Thì chúng ta lấy 14.371.000 chia cho 1.000 nhân với hệ số RPM tại Việt Nam là 0.65. Vậy là kênh của Nguyễn Tất Thắng là 30 ngày vừa qua là mang doanh thu về là 9.341,15 đô. Thì chúng ta nhân với lại 24.000. Vậy là 30 ngày gần đây kênh của Nguyễn Tất Thắng với lượt xem tăng 21,9% như vậy thì có doanh thu là 224.187.600 đồng. Mức thu nhập này là chưa trừ thuế các bạn nhé. Đây là mức chúng ta đang tạm tính ở trên trang thống kê của quốc tế này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử một năm doanh thu của kênh đem lại bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ lấy 43.100 cộng với 689.800 rồi chia cho 2 nhân với 24.000. Vậy là một năm kênh của Nguyễn Tất Thắng có doanh thu vào khoảng 8.794.800.000 các bạn nhé. Với con số thu nhập này thì cũng chúc mừng cho chủ kênh. Thì như vậy là mình đã review xong thu nhập của kênh Nguyễn Tất Thắng. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn muốn mình review kênh nào thì hãy để lại bình luận phía dưới. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.